kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 12 tháng 2 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, do không khí lạnh suy yếu và di chuyển nhanh ra phía đông, tạo điều kiện cho vùng áp thấp có xu hướng phát triển nên trong khoảng 3 ngày tới, ở các tỉnh thành phía Bắc nước ta sẽ tiếp tục quá trình tăng nhiệt. Nơi có nắng nhiều nhất đồng nghĩa với nhiệt độ tăng cao nhất ở Bắc Bộ vẫn là khu vực Lai Châu, Điện Biên và phần phía Bắc của tỉnh Sơn La. Tại đây, nhiệt độ tăng dần lên mỗi ngày và mức nhiệt cao nhất trưa chiều phổ biến từ 27 đến 30 độ. Riêng một số nơi như là Mường Lay, Mường La, Sông Mã hay là Tuần Giáo, nhiệt độ có thể lên tới 32 cho tới 34 độ, mang đến cảm giác khá nóng vào thời điểm giữa trưa. Còn các tỉnh thành phía đông dãy Hoàng Liên Sơn trời còn nhiều mây, độ ẩm không khí cao, có mưa nhỏ và sương mù vào đêm và sáng. Riêng khu đông bắc của Bắc Bộ, khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang và Quảng Ninh có khả năng xuất hiện mưa rào trong ngày 13. Thời điểm này nhiệt độ cũng tăng lên và trời chỉ còn se lạnh khi mà mức nhiệt thấp nhất tăng dần lên khoảng từ 19 đến 22 độ, vùng núi thấp hơn khoảng từ 1 đến 3 độ. Đến trưa chiều, trời có nắng nhẹ xen giữa những khoảng nhiều mây và nhiệt độ cũng có xu hướng gia tăng mỗi ngày. Hầu hết các nơi trên khu vực và nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 24 cho tới 27 độ. Một vài nơi đạt ngưỡng 28 độ trong ngày 14 và ngày 15. Các tỉnh duyên hải miền Trung trong cả 3 ngày tới trời ít mưa, có chăng cũng chỉ là những cơn mưa nhỏ thoáng qua với lượng không đáng kể. Ở các tỉnh phía Bắc đèo Hải Vân trời nhiều mây, có sương mù và sương mù nhẹ rải rác vào đêm và sáng, cùng tiết trời hơi se lạnh ở vùng núi với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 cho tới 23 độ. Trong ngày, hầu hết các nơi trời đều có nắng và nhiệt độ tăng khoảng từ 1 đến 2 độ mỗi ngày. Đến ngày 14 và ngày 15, nhiệt độ cao nhất trưa chiều ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có thể lên mức 29 đến 32 độ, riêng vùng núi phía Tây khu vực này có nơi ở ngưỡng 33 đến 34 độ, thậm chí là trên 34 độ, cảm giác nóng bắt đầu nhen nhóm vào những ngày giữa tháng 2 ở khu vực này. Phần phía Nam đèo Hải Vân, các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, thời tiết cũng chủ yếu là ít mưa, ngày trời nắng, nhưng nhiệt độ không tăng nhanh như các tỉnh phía Bắc, với mức nhiệt cao nhất trưa chiều từ 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn mang kiểu thời tiết đặc trưng của thời kỳ mùa khô ở phương Nam với tình trạng không mưa, ngày nắng nhiều và độ ẩm không khí tương đối thấp vào thời điểm giữa trưa. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên từ 27 đến 30 độ, còn Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ. Một vài nơi ở miền Đông Nam Bộ còn trên 34 độ. Còn về đêm và sáng, trời hầu như là không mưa. Mức nhiệt thấp nhất tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên vào khoảng từ 17 đến 21 độ, trời rét nhẹ. Và khu vực Nam Bộ mát mẻ với nhiệt độ từ 22 cho tới 25 độ. Tiếp nối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ trong 3 ngày tới có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm trời rét, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 23 đến 29 độ, hai ngày sau đó tăng lên mức từ 25 cho tới 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ 3 ngày tới đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, riêng khu Đông Bắc ngày 13 có mưa rào và dông rải rác, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 3 ngày tới từ 22 đến 25 độ, 24 đến 27 độ và 25 đến 28 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong 3 ngày tới có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 26 đến 32 độ, hai ngày sau đó tăng lên mức từ 28 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận 3 ngày tới có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ ngày mai từ 27 đến 31 độ, hai ngày sau đó tăng lên mức từ 29 cho tới 32 độ. Khu vực Tây Nguyên 3 ngày tới đêm không mưa, đêm và sáng sớm trời rét, ngày trời nắng, nhiệt độ trưa chiều từ 27 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ từ ngày 13 đến ngày 15 đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Quay trở ra với thủ đô Hà Nội 3 ngày tới đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 3 ngày tới là từ 23 đến 25 độ, 25 đến 27 độ và 26 đến 28 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa phổ biến không mưa, ngày nắng, gió hoạt động ở mức trung bình. Trong khi đó, ở khu vực Nam Biển Đông thời tiết tốt, gió cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa thông thoáng, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động của tàu thuyền. Bản tin thời tiết trưa nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!